Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa trên kênh VTV1. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã khép lại tối qua với lễ bế mạc và trận chung kết được chờ đợi giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đối thủ được đánh giá cao, câu lạc bộ NEC của Nhật Bản. Cho dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ. Lễ bế mạc của giải bóng chuyền nữ quốc tế là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng. Khán giả nhanh chóng phấn khích sau màn đếm ngược. Tiếp theo, giai điệu của ca khúc Xin chào Việt Nam vang lên trong những điệu khiêu vũ thể thao đẹp mắt. Bầu không khí trẻ trung và sôi động vẫn là chủ đạo cho phần mở đầu của lễ bế mạc. Sau đó, nghệ thuật bài chòi truyền thống mang đến những làn điệu dân ca tạo nên một bầu không khí rất Quảng Nam. Lễ bế mạc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa đã khép lại một tuần. Có lẽ là những người yêu mến bóng chuyền ở Quảng Nam, những khán giả trong nhà thi đấu và cả những khán giả xem truyền hình sẽ không thể nào quên. Sau lễ bế mạc, các khán giả tiếp tục được theo dõi một trận chung kết kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ NEC Red Rockets. Sự cổ vũ của các khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đã giúp các cô gái của chúng ta khởi đầu trận đấu rất tốt, nhưng cũng phải rất khó khăn. Đội tuyển Việt Nam mới giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 29-27. Nhưng việc phải thi đấu một trận đấu kéo dài 5 set trước đó có một ngày đã khiến thể lực của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Cộng với đó là sự thiếu vắng của chủ công Thanh Thúy đã khiến các cô gái của đội tuyển Việt Nam không còn nhiều phương án để xuyên qua hàng thủ của đội khách. Câu lạc bộ NEC Red Rockets giành chiến thắng ở 3 set đấu tiếp theo với các tỷ số là 25-17, 25-17 và 25-16 và vô địch một cách xứng đáng. Còn đội tuyển Việt Nam đã giành trọn được tình cảm của người hâm mộ, đồng thời cũng là một giải đấu bổ ích để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games sắp tới. Sau trận chung kết là lễ trao giải cho các tập thể và những cá nhân xuất sắc. Ở những giải thưởng cá nhân, truyền hai và libero xuất sắc nhất thuộc về các vận động viên của đội NEC. Hai chủ công xuất sắc nhất là của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội tuyển Việt Nam giành hai giải thưởng phụ công xuất sắc nhất của Bùi Thị Ngà và đối truyền xuất sắc nhất của Đặng Thị Kim Thanh. Vận động viên toàn diện nhất là Yanagita Mizuki của NEC và giải thưởng Miss VTV Cup thuộc về vận động viên.